Trường Ca Hành. Ngày hội việc làm ở trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba bị bắt làm nô nệ, Triệu Lộ Tư thành thợ may. Cả hai cô gái của trường Ca Hành đều có khởi đầu mới. Trong những tập tiếp theo của bộ phim Trường Ca Hành, thứ sử của Sóc Châu đã tự tay kết liễu mạng sống cống nạp đầu của mình cho phe Ưng Sư, mặc cho sự can ngăn của Lý Trường Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba và thuộc hạ. Ở Lý Trường Ca đã tuân theo lời chăn trối của thứ sử, chủ động xin hàng trước Ưng Sư để bảo toàn mạng sống cho dân thành Sóc Châu. Trước đề nghị này, A Thi Lạc Chuẩn, Ngô Lỗi đã đặt ra một điều kiện rằng sẽ chỉ thực sự miễn xá cho người dân Sóc Châu khi Lý Trường Ca chịu về làm tay chân nô nệ cho anh. Bên ngoài, điều kiện này nghe có vẻ như mang đầy tính hành hạ, bóc lột nữ chính Trường Ca Hành. Song thực chất ở bên trong, nguyên nhân sâu xa của nó là vì A Thi Lạc Chuẩn sớm biết Lý Trường Ca đã không còn trốn dung thân. Anh cảm biết rằng nhân dân Sóc Châu sẽ chẳng tài nào hiểu được sự hy sinh của nữ tử họ Lý. Thậm chí lầy lòng sinh thù hận nên đã dán thông báo Lý Đô Ý đã chết rồi, sau đó dẫn cô theo mình trở về Thảo Nguyên. Lý Trường Ca bị dân thành Sóc Châu ném dao vào người và sỉ nhục. Phe Ưng Sư đăng thông báo Lý Đô Ý đã chết. Nam chính Trường Ca Hành cũng để ý rằng có người đi theo. Theo dõi tình hình của Lý Trường Ca nên đã sai người diễn một màn kịch trước mặt kẻ bám đuôi, khiến hắn thật sự tưởng rằng Lý Trường Ca đã chết. Bản thân nữ chính Trường Ca Hành từ sau khi bị cưỡng ép đầu quân cho phe Ưng Sư, chưa một ngày nào cô cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, luôn từ chối tất cả các bữa ăn mà A Thi Lạc Chuẩn cho người chuẩn bị. Chỉ đến khi bị A Thi Lạc Chuẩn khiêu khích, Lý Trường Ca mới dần tìm được mục đích của mình. Về phía Lý Lạc Yên, Triệu Lộ Tư, cô nàng đã thất bại trong việc chứng minh mình chính là nàng công chúa thất lạc ở Minh Phủ nên phải lưu lạc khắp nơi trong thành. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, từ việc bị hiểu nhầm là kẻ giả mạo công chúa cho đến bị cướp đi những đồng tiền cuối cùng. May mắn thay, cô được một người phụ nữ tốt bụng nhận về làm công cho một xưởng dệt. Những tháng ngày phiêu bạt năng thang của Lý Lạc Yên cuối cùng đã tạm thời dừng lại khi cô tìm được một chốn nghỉ ngơi trước khi được tìm thấy. Những ngày tháng sóng gió của Lý Lạc Yên bao giờ mới chấm dứt đây? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!